Số email của máy là 32096. Khi nhận được máy thì anh Nghị cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là video mở máy lần đầu tiên cây máy iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB mà anh Nghị ở Nghi Sơn, Thanh Hóa đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Anh Nghị thì là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile. Trước đây thì anh đã từng mua của Tú Vân Mobile 3 cây máy. Và lần này thì anh quay lại và đặt mua thêm một cây iPhone XR 64GB màu vàng. Cây này là cây thứ 4. Như mọi người thấy thì Tú Vân Mobile phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần trôi sạc thì mới có thể mở máy ra. Và mở máy ra thì Tú Vân Mobile mới có thể thay pin được cho anh Nghị. Đối với cây máy này thì Tú Vân Mobile có tặng anh Nghị một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Và theo yêu cầu của anh Nghị thì Tú Vân Mobile sẽ thay luôn vào trong máy cho anh. Tháng 7 năm 2022 thì anh Nghị có đặt mua một cây iPhone 11 Pro Max 64GB. Sau đó thì đến tháng 11 năm 2023 thì anh có đặt mua một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128GB. Tiếp theo thì đến tháng 1 năm 2024 anh Nghị lại đặt thêm một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Và hiện tại là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB. Đây là một cây máy chưa bị mở ra lần nào. Và đây là lần mở máy đầu tiên. Nên là mọi người sẽ thấy là dòng zin theo máy dính rất là chắc. Và chỉ khi nhập được những cây máy zin chưa đục ốc, chưa bung mở như thế này thì Tú Vân Mobile bài mới dám bán và cam kết với mọi người là máy zin nguyên bản. Tức là như thế này thì mới chắc chắn được là máy zin nguyên bản, chưa qua thay thế sửa chữa. Dòng iPhone XR thì không thể nhỏ nước tách, tại vì nếu mà nhỏ nước tách thì rất là dễ bị hỏng cái lớp phản quang ở bên trong màn hình. Nên là mở máy ra sẽ khó hơn những cái dòng khác. Mọi người có thể thấy là dòng dính rất là chắc và để mở được một cây máy như thế này thì rất là khó và sẽ chịu rủi ro cao hơn những lần mở máy thứ hai, thứ ba, thứ N rất là nhiều. Cái lần mở máy đầu tiên thì chứng minh là trước đây máy chưa từng bị bung mở và đồng nghĩa với đó là trước đây máy chưa từng bị thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào. Hiện tại thì mọi người cũng sẽ thấy là rất là nhiều shop, rất là nhiều cửa hàng, nhiều thợ trên thị trường họ đều bán máy zin. Nhưng để đạt được tình trạng là máy zin chưa đục ốc như Tú Vân Mobile chọn về và bán cho mọi người thì rất là ít cây, rất là hiếm ở trong những cây máy mà họ bán dưới dạng máy zin đó đạt được tình trạng là máy zin chưa đục ốc và chưa bung mở. Ở một cây máy mở ra lần đầu tiên thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là dòng zin theo máy dính rất là nhiều. Và Tú Vân Mobile lấy một cái kẹp để có thể là cố gắng giữ được tối đa cái dòng zin theo máy để sau đó sẽ đóng lại áp suất cho anh Nghị dựa chủ yếu bằng dòng zin theo máy. Thì áp suất đóng như thế thì sẽ có cái khả năng chống nước cao nhất có thể. Và thứ hai là nó cũng sẽ bền theo thời gian.
mọi người có thể thấy là dòng zin theo máy thì rất là dính và kéo ra được rất là dài. Mọi người có thể thấy là dòng zin theo máy nó rất là nhiều, dính trên dính dưới. Và có những chỗ thì Tu Vân Mobile phải chấp nhận là cắt đứt nó đi. Nếu mà để kéo dài ra thì nó sẽ mất nhiều dòng. Và như ở điểm này thì Tu Vân Mobile cũng phải dứt đứt nó đi để nó không kéo dài ra, tránh mất nhiều dòng. Mọi người có thể nghe thấy tiếng tách ra của Zhuangjin. Và cuối cùng thì Tu Vân Mobile cũng đã có thể mở được cây máy này ra. Như anh Nghị và mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình thì bên trong máy rất là sạch đẹp. Và đây là Zhuangjin của máy thì anh Nghị và mọi người thấy là nó kéo ra được rất là dài, rất là dính. Bên trong máy thì anh Nghị và mọi người có thể thấy là bên trong máy hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Sạch đẹp và gần như một cách hoàn hảo mọi người nhé. Đây là đặc điểm của một cây máy trước đây chưa từng bị mở ra lần nào từ khi được bán mới. Và hiện tại thì đây là lần mở máy đầu tiên nên mọi người sẽ thấy là bên trong rất là sạch đẹp. Và bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ cho anh Nghị và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Số email của máy là 32096. Khi nhận được máy thì anh Nghị cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận này nhé. Và đây là bên trong cây máy anh Nghị ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Đây là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB. Anh Nghị là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile. Anh đã từng mua của Tú Vân Mobile 3 cây máy, 2 cây iPhone 11 Pro Max và 2 cây iPhone 11, 1 cây iPhone 11 Pro Max và 2 cây iPhone 12 Pro Max. Bên trong máy thì anh Nghị và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn sạch đẹp của mọi người nhé. Hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả, không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết ở trên cây máy này và giải thích cho anh Nghị và mọi người về những đặc điểm của một
cây máy zin, cụ thể ở đây là một cây máy zin chưa đúc ốc và mở ra lần đầu tiên, nên mọi người sẽ thấy là bên trong máy rất là sạch đẹp. Hầu như là không có một chút dấu vết nào mọi người nhé. Hiện tại mọi người mua máy ở trên thị trường, tuy là các shop vẫn báo là zin, nhưng khi mở ra máy được đẹp như thế này thì rất là ít mọi người nhé. Tại vì hầu hết trong số đó đã bị mở ra để thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận nào đó rồi, nhưng mên vẫn zin, màn vẫn zin. Thì các thợ các shop vẫn sẽ báo cho mọi người là máy zin, nhưng để đạt tình trạng máy zin chưa đúng ốc, chưa mở ra lần nào như của Tung Vân Mobile chọn về để bán cho mọi người thì rất là ít. Đầu tiên là về phần pin thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là đây là một viên pin zin theo máy, thì nó sẽ có những cái đặc điểm của pin zin theo máy. Là thứ nhất, và thứ hai là đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên, nên là mọi người có thể thấy là ở trên bề mặt của quả pin thì nó rất là sạch đẹp mọi người nhé, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, không có dấu tay, không có những dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Phông chữ ở trên pin thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là nó độ in rất là đẹp, nó không bị mờ, không bị nhòe. Thường là nếu mà pin pin fake ấy, tức là pin đã thay, thì những cái chữ này nó sẽ mờ nhòe. Trên bề mặt của pin thì anh có thể thấy là nó có một cái màu đen rất là đặc trưng và nó đồng nhất. Đấy. Đây là siêu pin zin, thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp rồi nhá. Đấy. Đây là siêu pin ở phần phía dưới, rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Đây là camera trước của máy, thì anh Nghị và mọi người có thể thấy là trong vắt anh nhé, không có bụi, không có bạc gì cả. Camera ở trên những cây máy như thế này thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Những cây máy zin chưa đúc ốc thì chưa có thể thay camera, chưa có thể rửa cam, và máy còn áp trong nước nên là nó chống được cả bụi, nên là bụi cũng chưa vào được. Chính vì thế mà anh thấy là không hề có bụi ở trên 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 camera của máy. Đây là nẹp ở trên camera sau, thì anh có thể thấy là rất là sạch đấy nhá, nó không có dấu tay, không bị hoen gì, rất là sáng. Đấy. Tức là nó không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Đây là nẹp đấy, ở trên mên. Anh thấy là rất là đẹp anh nhá. Đấy. Thường là nếu mà máy qua sửa chữa thì ở trên này nó sẽ có dấu vết, nhưng ở đây thì nó không có một cái chút dấu vết nào cả. Đây là siêu mên, thì ở đây anh thấy là nó rất là sạch đấy nhá. Đấy. Rất là sạch và nó không bị bạc màu, không bị xun xoăn nhăn nhau. Nếu mà máy mà bị sửa mên thì dưới tác động của nhiệt thì cái siêu đen ở trên bên này nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ bị bạc màu, thứ hai là nó sẽ bị nhăn nhau một chút đấy, và thứ ba là nó chắc chắn là nó sẽ bị bẩn, chứ nó không thể được sạch đẹp như thế này. Đây là nẹp ở trên pin, anh thấy là rất là sạch cả nhá, rất là sạch, không bị rách, không bị có dấu tay. Và về phần màn hình của máy thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là trên màn hình của máy rất là đẹp. Thứ nhất là trên cái phần siêu đen lớn ở trên màn hình thì ở đây anh thấy là nó hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Nó không bị rách này, không bị có những cái dấu vết. Một cây máy nếu mà đã bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình thì chắc chắn là ở trên cái siêu đen này nó sẽ có những cái dấu vết. Tại vì những cái siêu đen này Apple làm rất là mỏng, rất là dễ bị tác động. Chỉ cần động nhẹ, chạm nhẹ một chút là nó rách, chạm nhẹ một chút là nó có dấu vết ở trên này. Còn ở đây thì anh thấy là rất là sạch,
và nó không rách, không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình. Ở đây thì nó có cái vết tì đè này. Ở đây thì anh nghĩ có thể thấy là nó có một cái vết này, vết này là vết tì đè giữa các bộ phận ở bên trong máy ấy, anh nhá. Đấy, thì khi mà đóng máy lại thì cái chỗ này nó bị ép vào cái phần mềm, nên là nó lâu ngày nó để lại cái dấu vết này. Anh có thể thấy cái chỗ đường khuyết này này, cái đường bò này này. Đấy, thì nó khớp với cái đường bò này, anh thấy không ạ? Đấy, nó khớp rất là khớp nhau. Đấy. Và ở đây thì anh nghĩ và mọi người có thể thấy là đây là cái phần siêu phản quang ở trên màn hình XR, thì ở đây anh thấy là rất là đẹp và nó vẫn còn nguyên anh nhé. Nếu một cây máy máy mà đã bị thay phản quang thì nó sẽ bị rách cái phần này, rách cái này, và có thể là bóc ra dán lại thì nó cũng không được đẹp như này. Ở đây thì anh thấy rất là đẹp anh nhé, còn nguyên vẹn. Thì cái điều này thì chứng minh là máy chưa bị thay phản quang. Với một cây máy iPhone 11 hoặc một máy iPhone XR thì cái việc bị thay phản quang là nó rất là bình thường, tại vì hai cái dòng này thì nó rất là dễ bị hỏng phản quang. Đấy. Ở trên thị trường nhiều khi là mọi người mua những cây máy giá nó rẻ nhưng mà thật ra nó không rẻ. Đấy. Rất là nhiều cây máy bị thay một hoặc một số bộ phận nhưng shop vẫn báo là zin mọi người nhé. Và đây là cái con chip ở trên màn hình, thì anh thấy là cái mối hàn của con chip nó rất là mịn màng, phẳng phiu. Đấy. Thì cái điều này thì chứng minh là cái con chip này đi theo với màn hình này từ đầu rồi nhá. Đấy. Chứ nó không phải là bị khò từ màn hình khác hàn sang. Nếu khò từ màn hình khác hàn sang thì cái mối hàn nó sẽ không được đẹp như này. Nó sẽ nhăn nheo xù xì và nó sẽ có dấu vết của mũi hàn. Và đây là quy tím ở trên màn hình, thì ở đây anh thấy là nó vẫn còn trắng rồi nhá. Thứ nhất là nó còn trắng và thứ hai là nó rất là đẹp. Đấy, nó không bị móp méo, không bị có keo lem nhem ở xung quanh. Thì cái điều này thì chứng minh là máy chưa bị vào nước. Một cái máy nếu mà chỉ đơn giản là quy tím trắng thì chưa thể chứng minh là máy chưa bị vào nước, tại vì shop có thể bóc từ máy khác dán sang. Nhưng ở đây thì anh thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là nó rất là đẹp. Thì nếu mà bóc từ một cây máy khác dán sang ấy, thì cái hình dạng của quỳ nó sẽ không được đẹp như này. Và đây là kính bảo vệ của camera trước, thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là xung quanh cái kính bảo vệ nó có một cái vòng đệm bằng mút chạy xung quanh. Đấy. Thì cái điều này thì chứng minh là cây máy này chưa bị ép kính. Tại vì nếu mà ở một cây máy mà đã bị ép kính thì 99% sẽ không có vòng nệm bằng mút như này. Hoặc là nếu mà có thì nếu mà bóc từ cái kính cũ sang thì dán lại thì nó sẽ không được đẹp như này, không được đều như này. Đây là của nhà máy làm thì mới được đẹp như này. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Nghị và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Đấy. Số email của máy là 32096. Và đây là bên trong cây máy iPhone XR. Anh Nghị ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Ở bên trong máy thì anh Nghị và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả, không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào ở bên trong máy. Bước cho xem lại số email như thế này để chứng minh là Tu Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy. Và bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy để
có thể thay tặng cho anh Nghị một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ dán một miếng giấy lên phần camera của máy. Để tránh bị bụi vào camera của máy trong quá trình thay pin và sẽ dán hai miếng giấy lên phần thân máy để tránh bị trầy xước vỏ của máy trong quá trình thay pin. Đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là tất cả các bộ phận của máy thì đều là đi cùng với máy từ đầu, tức là chưa bị thay thế bất cứ một bộ phận nào. Hiện tại mọi người mua ở trên thị trường thì có rất là nhiều máy, tuy là shop báo zin nhưng mà thật ra nó không được zin nguyên bản, mà có những cái bộ phận là bị thay thế từ cái những cái máy khác sang. Thì người ta vẫn nói với mọi người là máy zin mọi người nhá, tại vì theo cái ý của người ta là tuy là bị thay từ máy khác sang nhưng nó vẫn là đồ của Apple sản xuất thì nó vẫn là zin. Đấy. Thì những cái đó mọi người lưu ý, và đa số người ta vẫn nói với mọi người là zin nguyên bản mọi người nhé để mà bán được máy, nhưng mà thực sự là zin nguyên bản thì nó rất là ít. Và với một máy mở ra lần đầu tiên thì cái pin zin đi theo máy từ đầu sẽ được kết dính với lại vỏ đi theo máy từ đầu bằng một cái lớp siêu pin zin. Cái siêu pin này thì nó dính rất là chắc, và như mọi người thấy thì Tu Vân Mobile vừa phải nhỏ một chút nước tách để làm giảm kết dính của cái siêu pin zin này. Đấy, và sau khi nhỏ thì mọi người có thể thấy là cái việc tách nó ra dễ hơn khá là nhiều. Như mọi người thấy thì khi mà thay pin Tu Vân Mobile không không tháo màn hình ra, không tháo màn hình ra để riêng ra một chỗ mọi người nhé, tại vì cái việc đó sẽ cần phải tháo cái jack connect của màn hình ra. Thì theo kinh nghiệm của Tu Vân Mobile, nếu mà tháo ra như thế thì thứ nhất là sau này dùng nó sẽ không ổn định bằng là cứ để cái jack của hãng người ta đóng như thế. Cái thứ hai là nó sẽ có nguy cơ hỏng màn của người nhá. Đấy. Và đây là siêu pin zin theo máy, thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là nó được tách thành hai lớp, một lớp là nó dính lên cái phần pin và một lớp thì dính lên cái phần thân máy. Đấy. Cả ở trên đây nữa. Đấy. Một lớp thì dính lên phần pin và một lớp thì dính lên phần thân máy. Đấy. Thì cái đặc điểm này thì nó chứng minh đây là siêu pin zin, tại vì nếu mà là siêu pin lô thì nó sẽ không tách ra được như thế này, mà nó chỉ là một lớp thôi mọi người nhé, chứ nó không thể tách ra được thành hai lớp như này. Và ở đây ở giữa thì anh Nghị và mọi người có thể thấy là nó có một cái lớp màng. Đấy, cái lớp nếu mà là siêu pin lô thì nó sẽ không bao giờ có cái lớp màng này. Đấy. Cái lớp này là lớp trung gian, thật ra nó có ba lớp mọi người ạ. Đấy. Nhưng thường là cái lớp màng này nó sẽ dính lên một trong hai cái lớp kia. Đấy. Cái siêu pin zin thì nó sẽ chứng minh là cái pin này đi theo máy từ đầu và cái vỏ máy này cũng đi theo máy từ đầu, chứ không phải là bị thay từ máy khác sang. Đấy. Số email của máy là 32096. Đấy. Cho mọi người xem lại số email thì để chứng minh là Tu Vân Mobile không tráo máy trong quá trình mở máy.
Đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là cái nhặt pin đó chưa bị tách ra lần nào, chưa bị bung cái nhặt pin này ra lần nào. Đấy, thì bây giờ tôi Vân Mobile sẽ dốc cho anh Nghị và mọi người xem. Đấy, nó không hề rơi mọi người nhé. Thì bây giờ tôi Vân Mobile sẽ lấy một cái kẹp để mà kẹp nó lên. Đấy, thì sẽ nhấc lên được. Và bây giờ thì sẽ cố gắng để mà dính lại. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ dốc. Đấy, dốc thì nó sẽ rơi ra mọi người nhá, chứ nó không có được cái lực dính như ban đầu nữa. Đấy. Thì ở đây là cái đặc điểm của một cây máy mở ra lần đầu tiên. Đấy. Ở trên những cái trần giắc connect thì xung quanh nó có một cái lớp lớp nệm bằng 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 mút chạy xung quanh này. Đấy, thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó rất là đẹp. Nó không bị nhăn nheo xun xoăn. Đấy, nếu mà một cái máy mà bị xun xoăn nhăn nheo. Đúng rồi. Nếu mà bị nhun nếu mà bị nhăn nheo xun xoăn ở trên cái nệm bằng mút này thì chứng tỏ là mên đã bị sửa hoặc là bị mất đi, thì cũng chứng minh là mên bị sửa mọi người nhá. Đấy, nhiều khi là bị xun xoăn bị cháy đấy, thì người ta cũng bóc hết bỏ đi đấy, thì cũng chứng minh là máy bị sửa mên mọi người nhá. Đấy, còn ở đây thì nó vẫn còn nguyên và rất là đẹp, và nó cũng chạy chạy bò khít xung quanh những cái chân jack connect này. Đấy, thì cái điều này thì chứng minh là những cái chân jack connect này chưa bị tháo ra và đóng lại nhiều lần. Đấy, nó rất là đẹp. Đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên. Đấy. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy. Đây là viên pin zin theo máy, thì mặc dù là đã hết cái giá trị sử dụng nhưng nó vẫn còn chứa cái cổ cáp của siêu pin zin. Thì ở đây cái viên pin này sẽ có cái tác dụng khi mà anh Nghị muốn bán máy thì anh mang theo cái viên pin này sẽ bán được giá cao hơn. Thông số của pin là 2942 2942 mAh. Và đây là thông số của pin đi theo máy mới mọi người nhá, còn đi theo máy cũ thì nó chỉ đạt được tầm độ khoảng 2003 thôi, chứ nó không được 2942 nữa. Và đây là một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin Tu Vân Mobile thay tặng cho anh Nghị ở trên cây máy này. Thông số của pin thì ở đây anh Nghị và mọi người có thể thấy là 3690 3690 mAh, tức là nó cao hơn khá là nhiều so với một viên pin cũ đi theo máy. Tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Ở trên viên pin thì anh có thể đọc những cái dòng chữ như siêu nén này, sạc nhanh này, tối ưu và bền bỉ. Và bây giờ thì Tuôn Mobile sẽ tiến hành lắp viên pin này vào trong máy cho anh Nghị. Số email của máy là 32096, và đây là bên trong máy sau khi Tuôn Mobile đã thay tặng cho anh Nghị một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin, tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành đóng lại áp suất, dán cương lực và gửi cây máy này về cho anh Nghị. Chân thành cảm ơn anh Nghị ở
Nghi Sơn, Thanh Hóa đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile cây máy này. Anh Nghị thì là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile. Trước đây thì anh đã từng mua của Tú Vân Mobile 3 máy. Hai cây là iPhone 12 Pro Max và một cây là iPhone 11 Pro Max. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.